Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ số là những lợi thế giúp Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu về trí tuệ nhân tạo của các doanh nghiệp công nghệ. Đây là nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Công nghệ Quốc tế được tổ chức sáng nay. Một chiếc loa thông minh tích hợp ChatGPT có thể giúp người dùng điều khiển mọi thiết bị gia dụng trong nhà. Hay thiết bị nhận dạng hình ảnh này có thể tự động phát hiện và loại bỏ những sản phẩm lỗi. Thị giác máy tính sẽ là cuộc cách mạng kế tiếp về trí tuệ nhân tạo, không chỉ xử lý ngôn ngữ mà xử lý cả hình ảnh. Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo cũng được ứng dụng ngày càng phổ biến. Xây dựng trí tuệ nhân tạo lấy dữ liệu làm trung tâm và Việt Nam có lợi thế về cơ sở dữ liệu. Chính vì vậy Việt Nam là điểm đến tiềm năng để đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hiện những tập đoàn lớn như FPT đang coi trí tuệ nhân tạo AI đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển hệ sinh thái sản phẩm, phục vụ ít nhất 50% công dân Việt Nam và 300 triệu công dân toàn cầu. Việc hợp tác, đầu tư với các công ty tiên phong về AI trên thế giới sẽ giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực. An Dương đã đồng ý là xây dựng cái chương trình giáo dục cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cho chúng tôi. Thì đấy là những cái vô giá. Gần 100.000 học sinh sẽ được học ngay. Còn chúng tôi đó thì sẽ đem cái sản phẩm của Andrew đi sâu vào tất cả các lĩnh vực. Tại sự kiện FPT Tech Day, nhiều giải pháp công nghệ mới về dữ liệu lớn, dữ liệu đám mây, thực tế ảo, ứng dụng trong giáo dục, y tế, mua sắm cũng thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách tham quan, chuyên gia, doanh nghiệp chuyển đổi số trên thế giới.